Rồi, hello anh em ha. Tiếp theo clip của ngày 26 tháng 3. Em lên cho anh em xem một cặp Mỹ đồ bông nha, hai cặp luôn. Anh em cũng hỏi những cái bộ Mỹ đồ bông này rất là nhiều. Những anh em nào mà đã chơi quen này anh em thích lắm. Giá em để là 2 triệu rưỡi một cặp nha. Đó. Mái sành bông cũng có mà điều bông cũng có ha. Dán mấy con này thì đẹp khỏi chê đây. Mấy con này mà tầm 2 tới 3 tuần nữa thôi là nó ra đủ lông đuôi là đẹp lắm. Đó, mái này thì tầm ký 8 tới 2 ký ha. Trống thì tầm 2 ký 6 thôi, cho nó không có lớn ký đâu mấy con gà này. Mấy con này ra đá cỡ tròn được ok lắm rồi nha. Anh em mà chơi qua rồi anh em biết. Cỡ này nuôi cũng dễ rồi nha anh em. Đó, dáng ok lắm nha. Đuôi là bên tới nóc luôn. Anh em nào mà cần coi clip bộ ở nọc á, anh em cứ search vô là bộ nọc Mỹ đều bông quan trọng bom là nó ra. Em có quay đâu 3-4 clip cách đây 5-2 năm gì rồi đó. Bộ nọc thì em mang về giá rất là cao nha anh em. Giá cao lắm. Tại cha mẹ nó ở bên Mỹ là đã chơi rất là ngon rồi. Đã cũng có tiếng rồi. Nên giá nó cao nha. Rồi ai comment thì alo em. Số điện thoại em ngay phía dưới màn hình ha. 2 triệu rưỡi một cặp. Chào anh em.